Hello, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ sáu, 14 tây tháng 4 năm 2017. Chương trình khai dân trí số 114 bắt đầu. Trước khi vào chương trình thì Lisa cho tất cả mọi người và quý vị nghe một bài nhạc, đó là Tình Thư của Lính. Chào mọi người nha. Thank you.
Đúng vậy. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn thân mến. Thư tình của lính. Một thời cầm bút dưới ghế của nhà trường. Để bây giờ thằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã chuẩn bị bán và bàn giao cho giặc phương Bắc, đó là Trung Quốc. Các em học sinh bây giờ phải rời ghế nhà trường. Tay không còn cầm viết nữa, mà các em sẽ trong tương lai cầm súng để bảo vệ lãnh thổ và tổ quốc Việt Nam. Nếu các em không cầm súng thì hãy cầm bom xăng để mà thực hành ba sạch cho chị nha. Trong tương lai mai đây, những buổi hành quân của các em có thể qua những đồng ruộng mênh mông bạt ngàn của miền Nam Việt Nam, của miền Tây, hoặc các em cũng có thể đi vào rừng sâu, núi thẳm, nơi nào mà là có đất và lãnh thổ của Việt Nam, để các em có thể vẫn có một hoài niệm, có một ước mơ là phải bảo vệ cho bằng được đất nước Việt Nam, lãnh thổ Việt Nam. Những người thanh niên là như vậy đó. Những người con dân nước Việt là như vậy đó. Các em sẽ bắt đầu đi vào cuộc đời quân ngũ để bảo vệ đất nước, để lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ rất nhiều chông gai. Nhưng các em vẫn còn nhớ đến một hình bóng mà ngày nào mình đã từng thương yêu. Ngày xưa các em thương yêu, các em ngồi trên ghế nhà trường để mà các em viết thư tình trên bàn ghế. Nhưng bây giờ bắt đầu các em đã đi vào cuộc đời trong rừng sâu núi thẳm thì không có bàn ghế của nhà trường, cho nên ba lô làm bàn. Mặc dù ba lô làm bàn nét chữ không có ngay, không có được thẳng, nhưng đã nói lên hết những vấn đề là kêu bằng là ý tình đẹp đẽ của anh đối với người yêu và đối với dân tộc, đối với đất nước Việt Nam. Gửi những lá thư tình này để mong cho các em ở hậu phương cùng tiếp sức với anh, để anh chuẩn bị đấu tranh và anh chuẩn bị giết giặc thù để bảo vệ quê hương và bảo vệ đất nước. Cho nên hôm nay Lisa cho các bạn nghe bài Thư tình của lính, để mọi người hãy tự tâm tư suy nghĩ lại khi đọc những lá thư, hoặc có thể tâm sự với những người trai đã có lòng đối với dân tộc Việt Nam, sẵn sàng phải đi ra để mà bảo vệ lấy đất nước. Không thể nào nhu nhược, không thể nào mà run sợ để ngồi ở trong nhà hoặc là thờ ơ trước vận mệnh của đất nước nha. Rồi, trước khi vào dân chương trình, Lisa xin cảm ơn một vị mạnh thường quân nào đó ở tại Flower San Diego đã gửi tặng cho Lisa hoa tươi rất là đẹp. Lisa rất là thích những cái mẫu hoa, những cái vấn đề là đóa hoa mẫu đơn này. Không biết rằng ở trên đời này tại sao mà lại tạo ra những mẫu hoa, những đóa hoa mẫu đơn này phải thật là đẹp. Nó nở làm sao mà đẹp tới lạ lùng, làm cho Lisa phải ghen tị đó, chứ không phải giỡn đâu. Các bạn thấy. Và cảm ơn quý vị đã gửi tặng cho Lisa một bình hoa rất là đẹp. Lisa để đây. Lisa thì rất là thích hoa nha. Rồi, câu hỏi đầu tiên được đặt ra như sau. Chị ơi, Hà Tĩnh đã khởi tố vụ 2.000 người bao vây trụ sở ở huyện Lộc Hà kìa chị. Chị đã nói rồi, chị đã trả lời cho các em. Khi mà người dân gần hơn 2.000 người, trên 3.000 người chuẩn bị kéo thành một sức mạnh đến để mà bao vây cái quỹ ban ở tại Lộc Hà, thì nó lại đưa một người của nó ra giả bộ để mà chiêu dụ bà con để đi về. Nhưng mà rốt cuộc rồi nó lùi một bước để nó theo dõi hổm rài, nó coi coi ai là người cầm đầu, nó điều tra để mà nó lôi ra, nó khởi tố tất cả. Đối với cái quân cộng sản, đối với cái lũ cộng sản là nó như vậy. Mà người dân Việt Nam cứ bị nó chơi lừa hoài như thế đó. Thằng cộng sản là không bao giờ mà nó thật lòng đối với người dân Việt Nam đâu. Nó không bao giờ mà nó thật tình, thật lòng để mà nó giải quyết đâu. Nó chỉ có dụ dỗ mà thôi. Khi mà nó cảm thấy rằng lòng dân đang sôi sục lên thì nó giả bộ nó đưa người ra để mà nan nỉ, để mà xin lỗi, để mà giảng hòa. Sau đó nó sẽ cầm dao, nó cầm dùi cui, nó cầm súng,
để nó tới nhà nó giết nó bắn, là từ thời mà trước 75 cho tới bây giờ nó luôn luôn áp dụng những cái điều khoản này. Cho nên đối với Lisa, nó khởi tố 2.000 giáo dân thì phải kêu gọi toàn dân trên cả nước hãy đồng loạt để mà bao vây tất cả những cái quỹ ban. Nếu mà nó bắt đầu tiếp tục khởi tố bắt những người mà trong đạo, những người mà giáo dân này, thì Lisa mong rằng cao đài, Hòa Hảo và những người dân Việt Nam là Phật giáo cũng phải ào ạt để mà hòa chung với những người giáo dân này, để coi nó nhà tù nào nó chứa được, phải là nội công ngoại kích giống như ở tại cái xứ sở đất nước Venezuela vậy. Các bạn thấy người ta biểu tình cỡ nào, trên 10 triệu người, chứ không phải lẻ tẻ như ở Việt Nam mà thờ ơ như các bạn đâu. Đừng có để cho Đảng Cộng sản Việt Nam nó dùng nhà tù để mà nó cai trị người dân nữa. Các bạn thấy ở tại đất nước Cộng sản Venezuela mà người ta còn đi xuống biểu tình ghi hình được, bây giờ nó run sợ, nó lại cấm không cho người dân ở tại Việt Nam ghi hình, thu âm cái gì cả. Ai là người đã ra cái lệnh này, đã chà đạp, đã vi phạm rõ ràng? Ai? Chắc chắn Lisa nhận được một cái tin ở trong nội bộ của đảng là đây là do ban tuyên giáo của đảng đỉ, mà thằng chó đẻ nào mà giật dây là tình báo qua Nam. Bởi trong cuộc biểu tình ngày 5 tháng 3 cũng như là những cuộc mà đàn áp người dân ở tại vấn đề là Lộc Hà này, người ta đã phát hiện ra những tên Tàu Cộng và người dân đã ghi hình rõ ràng mặt mày của nó. Cho nên ngày hôm nay nó phải ra một cái lệnh là phải cấm người dân phải cầm những cái điện thoại để mà ghi hình, để mà quay phim, để mà chụp hình, để mà tố cáo những cái hành động dã man của cái lũ đó. Để sau này thằng Tàu vô mà nó có giết người thì kể như không có chứng cứ cho thế giới biết. Bây giờ người dân ở tại Việt Nam còn thua người dân ở tại xứ Cộng sản, nhưng đây là Venezuela. Các bạn thấy không? Ở tại Venezuela, nếu mà người dân không quay những cái video đưa lên trên mạng, làm gì cả thế giới biết được một rừng người xuống đường biểu tình như vậy. Cho nên người dân ở tại Việt Nam mà vẫn còn run sợ thì kể như chỉ có con đường mà chết. Các bạn thấy nó ngang ngược, nó mất dạy cỡ nào. Thằng chó đe Đảng Cộng sản Việt Nam nó đi ra Liên Hiệp Quốc, nó đồng ý, nó ký là người dân Việt Nam có quyền biểu tình, có quyền họp hội. Vậy mà nó về trong nước nó có cho người dân biểu tình không? Nó có cho người dân tự do không? Nó có cho người dân được vấn đề là kêu bằng là dân chủ không? Vậy mà nó dẫn bà đặt nó lên trên những cái đài truyền hình TV để mà nó phát ra những cái lời nói của nó là tất cả những giáo dân, 2.000 giáo dân này đã lợi dụng những cái quyền tự do dân chủ để mà gây rối trật tự. Nó có cho đâu mà nó lại ghép tội người ta là lợi dụng? Hả? Nó có cho người dân tại Việt Nam tự do đâu? Nó có cho người dân ở Việt Nam dân chủ đâu? Nó có cho người dân ở tại Việt Nam được quyền biểu tình đâu? Nó hoàn toàn nó không cho. Vậy mà nó vẫn đưa lên những cái đài truyền hình, nó nói rằng là những người nào mà nhìn ra được cái chế độ độc tài, những người nào mà nói lên sự thật đất nước Việt Nam đang bị vấn đề là kêu bằng bán cho thằng Tàu Cộng, thì nó lại cho rằng lợi dụng những cái quyền tự do và dân chủ. Tại sao mà nó ra lệnh không cho ghi hình? Tại sao nó ra lệnh không cho thu âm? Là bởi vì ở tại Đà Nẵng đã bị xì ra những cái chung cư, những cái tòa nhà mà nó trá hình nó xây để cho Tàu Cộng, quân đội của Tàu Cộng trá hình ở trong đó. Cho nên bây giờ nó nhận được chỉ thị của tình báo Hoa Nam bằng mọi giá là phải nên tuyệt tiêu như vậy. Kể cả phóng viên bây giờ cũng không được quyền mà cầm những cái vấn đề là kêu bằng là điện thoại để mà ghi hình, hoặc là những cái mà dụng cụ thiết bị mà ghi âm.
Đây là hậu quả của người dân Việt Nam vẫn còn thờ ơ để cho nó chuẩn bị nó tiến thêm một bước nữa. Rồi bây giờ sau khi nó giả bộ, nó đưa ra là lợi dụng các quyền tự do dân chủ để rồi nó bắt tất cả những người giáo dân hoặc những người nào có cái tài lãnh đạo kêu gọi được mọi người nghe thì nó sẽ chụp những cái người như vậy. Cho nên triệu dân như một, triệu người như một phải là kêu bằng ngoại công nội kích. Nó bắt vào tù thì ở trong nhà tù tất cả mọi người phải vùng thoát ra. Ở bên ngoài thì dùng bom xăng ném thẳng vào những cái thằng cai ngục để mà yêu cầu trả người, không trả người là phải, vấn đề là kêu bằng làm lớp chuyện. Toàn dân Việt Nam khoảng 10 triệu người xuống đường dùng bom xăng ném thẳng vào những cái nơi nào nó bắt những người giáo dân, nó bắt những người nào mà xuống đường biểu tình. Các bạn thấy rõ ràng như vậy đó. Nó chỉ bắt những người yêu nước Việt Nam mà thôi. Bây giờ nó phát tờ rơi. Nó nói rằng là bây giờ mọi người dân phải tự lo đi, tự lo liệu đi. Bởi vì nạn cướp giật tùm lum tà la hết. Cho nên mọi người phải lo. Phát tờ rơi để tự bảo vệ tính mạng, tài sản của mình, của mọi người. Chúng ta cần thực hiện tốt những yêu cầu sau: không nên cất giữ tiền, tài sản có giá trị lớn ở trong nhà riêng hoặc ở cơ quan, kể cả để trong két sắt cũng không an toàn, nên sử dụng dịch vụ ngân hàng để gửi cho ngân hàng. Các bạn thấy rõ ràng rồi. Những tờ rơi này người ta đã đưa qua cho Lisa. Lisa đã nhận được những tờ rơi này, nó rải tùm lum ở tại Việt Nam kìa. Vậy thì những cái nhà tù kia nó đâu có nhốt những cái người mà những đây là trộm cướp. Chỉ nhốt những người yêu nước mà thôi. Cho nên bây giờ đến cái thời buổi này, người dân Việt Nam phải mạnh mẽ hơn. Phải lật đổ Đảng Cộng sản, phải vạch trần cái âm mưu của mày. Những người phóng viên hãy nên mở to cặp mắt ra. Những người có lòng yêu dân tộc Việt Nam hãy nên mở to cái não mình ra để nghe Lisa nói. Trong một đất nước mà không cho ghi hình, không cho chụp ảnh thì kể như là tiêu tụng rồi. Nó sẽ đi vào để mà nó xây những cái đường hầm bí mật, rồi nó cho tàu vào giết người dân Việt Nam, cũng không ai mà vấn đề là quay được phim, không ai ghi hình được. Ngày hôm nay sở dĩ nó không dám mạnh tay là bởi vì vấn đề là kêu bằng là mỗi một người dân Việt Nam đều có cái điện thoại di động, đều có điện thoại thông minh cả. Người ta ghi hình, người ta quay phim, người ta chụp hình để cho toàn thế giới biết. Mà bây giờ nó trắng trợn nó làm như vậy. Bây giờ nó làm giống y như thằng Bắc Triều Tiên. Chưa có một nước cộng sản nào trên thế giới mà ra cái lệnh quái đản như vậy. Thằng Cuba người dân cũng được quyền ghi hình. Tại đất nước cộng sản mà người ta mới biểu tình, các bạn thấy rõ ràng Venezuela cũng là được quyền cầm điện thoại để ghi hình, để chụp ảnh. Bởi vì nếu không có điện thoại chụp hình, ghi hình như vậy thì làm sao những cuộc biểu tình bên đất nước của họ chúng ta có thể nhìn thấy được ở trên cái mạng lưới toàn cầu Internet này. Cho nên sự ngang ngược của thằng Đảng Cộng sản để cho các bạn thấy nó chà đạp, nó bóp người dân đi vô con đường cùng tới mức độ nào. Lisa còn nhận được những cái mật tin là nó âm thầm, nó bắt những em trẻ tuổi lên trên mạng để mà nó tịch hết, thu hết điện thoại, nó lấy luôn Internet, nó cắt bỏ Internet luôn. Nó giam con người ta ở trong nhà, nó giam lỏng như vậy luôn ở trong nhà. Đã tới nước các bạn phải vùng vẫy để mà bảo vệ những cái quyền lợi của mình. Lisa nói thật, bằng không là chỉ có con đường chết. Chết mà thôi. Cho nên tất cả những giáo dân ở trên toàn nước Việt Nam, chứ không riêng vì giáo dân ở tại Hà Tĩnh 2.000 người bao vây trụ sở huyện Lập Hà đâu, mà chúng ta phải nên nhân rộng ra để cùng nhau phản đối, khởi tố 2.000 giáo dân ở tại Lập Hà này. Người ta đang gửi thơ đến để cầu cứu Lisa. Người ta kêu gọi Lisa là phải kêu gọi tất cả
giáo dân trên toàn nước Việt Nam, từ ở Hà Nội cho tới ở tại vấn đề là Vinh, cho đến ở tại miền Tây, cho đến ở tại Sài Gòn. Bây giờ chúng ta phải hiệp thông lại trên toàn diện cả nước để chúng ta bảo vệ những cái điều ngớ ngẩn này nha. Không thể nào để cho nó phải mà đi mà vấn đề là kêu bằng là ra lên những cái đài của nó để mà nó tuyên truyền nhảm như vậy. Còn những thằng cựu chiến binh chó đẻ bà đặt chạy ra để ngăn chặn người dân xuống đường biểu tình, những thằng chó đẻ cựu chiến binh này là ai? Chúng ta ở địa phương phải coi rõ ràng mặt mày của nó. Nghe chưa? Quá khốn nạn. Chị Lisa ơi, tỉnh đội Tiền Giang, tụi nó dắt lính đi đông lắm, cả một sư đoàn và có cả xe quân sự đi nhiều lắm vào ban đêm chị ạ. À. Trên vai bộ đội đã chuẩn bị ba lô lớn và súng, nó dẫn quân di chuyển ra khỏi thành phố Mỹ Tho. Đến điểm tối, nó cho quân lên xe đi, em không biết đưa đi đâu nữa. Mà giữa lúc này không phải là lúc tuyển quân đâu chị ạ. À. Tụi lính đi lúc 6 giờ 40 tối, ngày 13 tháng 4 đó chị. Nói với người nhà của mình, nếu mà nó phát súng cho mà ở trong súng có đạn thì hãy nên giữ. Còn nếu mà nó phát cho cây súng mà không có đạn thì hãy nên cẩn thận, coi chừng nó nhận được lệnh của Hoa Nam, nó đưa nguyên một cái đám trẻ tuổi này để mà nó ra nó bắn chết, nó giết chết, nó thủ tiêu chết. Còn nếu nó phát đạn cho rồi thì chúng ta cũng giả vờ chúng ta dùng kế, bởi vì thằng Cộng sản nó đang dùng kế với thằng Tàu để diệt chủng, để giết chúng ta, thì chúng ta cũng giả vờ cầm súng để lên đạn bắn ngược lại những thằng chỉ huy, bắn ngược lại những thằng chó đẻ đó cho Lisa. Nó dùng kế, chúng ta cũng dùng kế, chúng ta tương kế tụ kế. Nó kêu chúng ta vào đi lính, bắt buộc chúng ta vẫn vào đi lính, nhưng mà kêu bảo vệ chế độ chó đẻ là không bảo vệ. Nó khi phát súng cho chúng ta rồi, chúng ta phải nên liên kết lại với nhau. Khi có vũ khí trong tay, quay đầu lại bất chấp mẹ thằng chó đẻ chỉ huy nào mà kêu đi ra ngoài chiến trường để làm mạng, để làm con chốt thí cho thằng Tàu Cộng ngay. Nghe. Chị ơi là chị, nó giả côn đồ đi vào thánh địa của Hòa Hảo vào ngày 12 tây tháng 4 năm 2017. Nó đập những cái chỗ mà đền thờ, hoặc là nó đập luôn cả vấn đề là Đức Ông và Đức Bà thân sinh của Đức Quỳnh Giáo Chủ ở thánh địa Hòa Hảo An Giang kìa chị ơi. Phật giáo Hòa Hảo có trên 11 triệu tín đồ. Chẳng lẽ để cho hai thằng côn đồ này đi vào làm càn như vậy sao? Chỉ có hai tên côn đồ không biết nó là ai là phải giết chết tại chỗ cho Lisa. Khi nó đã đụng tới niềm tin tôn giáo của quý vị rồi, ở Phật giáo Hòa Hảo lại làm thân để cho hai con chó côn đồ này nó làm càn hay sao? Không biết nó là ai, nó là côn đồ, nó đến nó đập những cái phần mộ của Đức Ông, Đức Bà, phải nên giết chết tại chỗ. Phải nên đâm cho nó úi máu tại chỗ cho Lisa. Còn không dám làm thì hãy nên qua mua TNT để vô lon sữa bò luyện thẳng vào cho nổ chết con gái mẹ nó cho Lisa. Nha. Yeah. Thấy ở tại Nam Định không? Nó nổ chết cả một gia đình bưng bô, các bạn thấy rõ chưa? Bài đặt lên nó là của dân. Ở đây TNT không có rảnh để mà luyện vô nhà dân cho nổ chết. Tụi bay gây thù chuốc oán, tụi bay giả làm côn đồ, tụi bay bắt đầu làm người dân trà trộn là giết chết tụi bay ngay tức khắc. Hãy áp dụng ba sạch của Lisa. Giết sạch. Nha. Nhiều cái bản tin các bạn đưa lên Lisa rất là buồn. Một cái nơi mà truyền thống như thế này, một cái nơi mà giống đây là đạo Phật giáo Hòa Hảo đông như thế này, lại để cho hai thằng giống đây là côn đồ chạy trên xe máy, cầm búa và xà beng để mà đi đến đập phá những cái ngôi mộ như vậy mà người dân ở tại Hòa Hảo làm thinh à? Làm thinh được sao? Gia đình Lisa cũng là ngày xưa là Phật giáo Hòa Hảo đây. Gia đình Lisa ở Chợ Mới đây, ở Mỹ Luông đây, ở bên Cù Lao Diên đây. Thằng chó đẻ ở xã hả, ban đêm con chó cái của gia đình của Lisa
nó đang có chữa, bắt đầu nó tới, nó câu, nó lấy cọng dây, nó cuộc, nó kéo con chó cái đi, nó làm thịt nó ăn. Có người làm ở trong xã đó lại nói cho ba của Lisa nghe và cậu của Lisa nghe, không nói một tiếng nào cả. Âm thầm phục kích đợi thằng đó nó đi nhậu một nơi nào đó. Buổi tối đó, đúng cái buổi tối đó nó đi về, tao nói cầm nguyên cái cây thun vuông mà ở quê đó, cây thun vuông bự như thế này nè, với cầm một cái cây phản đó, tao nói nó vừa đến rồi, nó vừa đi ngang qua cây dừa rồi là đập một phát một, nó nằm xuống không la một tiếng nào hết, dùng cây phản chặt đứt đầu luôn, rồi đi về nhà rửa tay. Cái vụ án đó gần hơn mười mấy năm về trước rồi, đứt đầu luôn, chặt đứt đầu luôn. Tao cho mày bỏ cái tật mà mày mất dạy, mày bắt con chó nhà tao. Cho nên ở tại Phật giáo Hòa Hảo mà để cho hai con chó này nó lộng hành như vậy sao? Hả? Giết chết! Không tha! Chị Lisa ơi, không biết có chuyện gì, quân đội phường Mỹ Thới ở thành phố Long Xuyên, An Giang, tụi nó bắn đạn thật quá trời chị ạ. Ừ. Mỹ Thới này là ở dưới Tầm Bót phải không? Chị ở Long Xuyên chị cũng biết à, Mỹ Thới là, nhưng mà đúng rồi, Mỹ Long, Mỹ Bình rồi Mỹ Thới là bắt đầu là từ cầu Cái Sơn đi xuống với cầu Tầm Bót ở dưới. Thì cứ để cho nó bắn đi các em, nó chưa làm gì cho nó bắn lộn với nhau cũng được nữa. Kệ nó, cho nó bắn đi, có đạn là cho nó bắn. Chị Lisa ơi, mong chị giúp đỡ và chị lên tiếng giùm. Có thông tin hai em, một em tên là Quỳnh Thành Phát và một em là Trần Hoàng Phúc, sau khi bị an ninh đánh đập, lấy hết điện thoại, lấy hết máy móc, đã bị an ninh đưa về thành phố Vinh vào sáng ngày 13 tháng 4 năm 2017. Mọi người chú ý tìm giúp hai em. Hai em là giáo dân, hai em đã đi ra để mà các em chỉ có ghi hình mà bị thô bạo như vậy đó chị. Hãy tìm người nhà của hai em này để lên tiếng. Hiện giờ hai em ở đâu? Quỳnh Thành Phát và Trần Hoàng Phúc. Hai em có bị đánh đập hay không? Mọi người giáo dân phải liên kết với nhau và mọi người phải nên nghe Lisa nói để mà tìm hai em này ngay tức khắc. Một là Quỳnh Thành Phát, hai là Trần Hoàng Phúc. Số điện thoại Lisa đã đưa cho các bạn, báo cho nhân quyền ngay tức khắc. Vào gõ cửa tất cả các lãnh sự quán ở tại Việt Nam, báo cáo tình trạng chà đạp nhân quyền đã cướp đi điện thoại. Người ta chỉ ra đường cầm cái điện thoại mà chính quyền đã cướp điện thoại, đã bắt bớ, đã đánh đập. Và đồng thời tất cả giáo dân, dòng họ, bà con phải mạnh mẽ đòi người. Thời buổi này các bạn không đòi người là coi chừng nó giết người y như là Pol Pot nha. Yeah. Chứ không phải giỡn đâu. Cho nên Lisa mong mỏi rằng các bạn phải, vấn đề là kêu bằng là cứu giúp hai em này. Chị Lisa ơi, Việt Cộng phát hiện hố chôn tập thể liệt sĩ tại sân bay Biên Hòa. Thì ngày xưa nó lợi dụng thôi chứ liệt sĩ mẹ gì. Nó không có liệt sĩ của mẹ gì ở đây hết á. Nó lợi dụng người dân miền Nam ăn cứt gà đi theo nó để mà cho nó cướp được chính quyền thôi. Rồi nó bộ nó phong lên liệt sĩ vậy thôi. Chết rồi thì nó thảy vô trong những đây là cái bằng hố chôn tập thể vậy thôi. Chứ có liệt sĩ con mẹ gì đâu. Bây giờ coi những cái gương bà mẹ anh hùng đẻ con cho nó đi. Nó xài xong rồi nó coi ra cái gì. Liệt sĩ liệt gì nó cũng bỏ mẹ hết trơn. Bây giờ nó gia bộ thôi, chỉ có những đồng đội thương với nhau thì đi lấy cốt ra, rốt cuộc bị gặp lừa đảo. Mà đặt nhà ngoại cảm đồ kia, lấy toàn là xương bò, xương heo. Để mà vấn đề là kêu bằng là đưa lên vụ là xương của vấn đề là kêu bằng là người nhà, người thân. Rồi cùng nhau mà cầm nhang mà quỳ lại. Ôi, quý trời đất mẹ ơi. Khốn nạn như vậy đó. Chị ơi, người ED ở Tây Nguyên đang bị bắt vì đòi lại đất đai kìa chị Lisa. Giờ phải giúp họ làm sao đây chị? Tất cả toàn bộ người dân ở thiểu số Lisa đã lên tiếng rồi. Phải cùng nhau đứng lên, bởi nó nhận chỉ thị của thằng Tàu là nó diệt chủng người dân tộc.
Cho nên những người dân tộc ED hay là Mông hay là những người dân tộc nào phải cùng đứng lên để mà bảo vệ lấy bản thân của mình, phải lấy bộ tộc của mình, bằng không là nó sẽ giả bộ, nó bắt vào tù rồi nó sẽ diệt chủng từ từ, nó triệt tiêu thôi. Cho nên phải đổi mạng, phải nổi dậy, phải đòi tự trị, phải cùng nhau đoàn kết với nhau. Thằng nào bưng bô ở trong già làng bưng bô, ban đêm tới giết chết không tha cho Lisa. Lisa nghe nói ở tại Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột, ở trong những cái làng người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, nó giả bộ nó đưa những cái người già làng để bưng bô cho nó. Cho nên thằng già làng nào bưng bô là giết chết không tha. Đến thời buổi này không thể nào dung túng những thằng chó đẻ bưng bô cho chế độ được. Không để cho nó dùng người Việt để giết người Việt được. Cho nên người ED ở Tây Nguyên này phải nên đứng dậy để mà nên lập nên khu tự trị. Phải nên cho biết đây là bản làng của mình. Hãy nên đào hầm để trong tên cho Lisa. Chỉ cần bước vào đó cầm cung, cầm tên, cầm bắn, cầm súng hoa cải, bắn chết mẹ ngay tức khắc. Nha. Yeah. Bắn ngay. Đến thời buổi này là không có để. Thưa cô Lisa, nói thêm chuyện Việt Nam tổng nghĩa vụ quân sự đi cô. Ừ. Hoa Nam và cái đảng đỉ nó rất là lo sợ bề ngoài. Nó giả bộ nó ở bên bề ngoài, nó rêu rao là thằng Campuchia khai chiến để mà ứng phó. Cho nên không biết thật hư như thế nào. Có thể hai thằng nó chơi cái gamble với nhau thôi. Cho nên nó giả bộ cho thằng Campuchia khai chiến. Nhưng mà thật ra là thằng Tập Cận Bình, thằng tình báo Hoa Nam, nó muốn giết đi những cái thanh niên, những cái người nào mà tuổi trẻ Việt Nam. Bởi vì nó phải giết cho bằng được, nó mới lấy được Việt Nam. Chứ bây giờ nó không giết thì nó không lấy được. Cho nên có thể đây là một cái viễn kịch, một cái màn kịch mà nó đưa ra. Nó giả bộ nó liên kết với thằng Campuchia để mà vấn đề là kêu bằng là dàn một cái trận tràn qua đánh Việt Nam. Để rồi thanh niên và phụ nữ Việt Nam bắt đầu đi ra để mà bị chết. Nó gom gọn hết những cái tầng lớp này để nó dễ bề, nó thao túng. Chỉ vậy mà thôi. Nha. Yeah. Cho nên mọi người các bạn cũng phải nên... Ta nói thằng Tập Cận Bình, thằng Cộng sản Việt Nam, nó đang lập kế thì chúng ta cũng phải tương kế với nhau. Còn ai ngu dại, còn ai ngu ngục mà đi bảo vệ cho đảng, nó lợi dụng là bảo vệ tổ quốc, thật ra chỉ bảo vệ cho đảng của nó mà thôi. Cái điều mà người dân, toàn dân ngày hôm nay phải làm là đồng loạt phải đứng lên biểu tình phản đối cái vụ mà nó khởi tố 2.000 giáo dân ở tại Lập Hà. Toàn dân Việt Nam phải đứng dậy phản đối sự kiện ngang ngược của đảng đỉ. Nó bắt buộc là mọi người không được quyền ghi hình, không được quyền thu âm, kể cả phóng viên của những tờ báo. Đây rõ ràng là một bàn tay của tình báo Hoa Nam. Không thể nào trong một đất nước mà có internet mà giúp đây là anh lại cấm người ta ghi hình như vậy. Vậy thì mua cái điện thoại thông minh để làm cái gì? Để ngồi chơi à? Ở trên thế giới người ta đâu có cấm cản cái luật mà cầm điện thoại để mà ghi hình, để mà quay phim. Bởi nếu không quay phim, không chụp hình thì làm sao mà biết được những sự kiện ở trên thế giới. Những việc làm sai trái ở bên Mỹ này, mỗi người dân đều có ý thức. Chỉ cần nhìn thấy một sự việc sai trái là hàng triệu, hàng trăm cái camera, cái phone đã vấn đề là quay ngay. Không ai dám quánh một người nào mà cầm điện thoại quay cả. Còn ở Việt Nam thì nó giả bộ làm giang hồ, tới giật, tới đập, tới cướp, tới đánh. Rồi bây giờ nó ngang ngược, nó ra chỉ thị là nó cấm quay phim chụp hình luôn. Các bạn thấy không? Trong tương lai nó cấm các bạn là ăn mà cấm đái luôn nữa bây giờ đi. Nếu các bạn, nếu người dân Việt Nam, toàn bộ dân tộc Việt Nam mà cúi đầu, mà nghe lời của nó, mà sợ sệt nó, thì nó ngang ngược tới mức độ như vậy đó. Đã nói tới cái đảng thổ tả, cái đảng đế, cái đảng khốn nạn, cái đảng cộng sản là nó như vậy đó. Nó mất dạy như vậy đó. Nha. Yeah. Nói tới cái đảng này càng ngày các bạn thấy rõ ràng rồi đó. Nó càng chà đạp như vậy đó. Nha. Yeah. Cho nên Lisa kêu gọi tất cả giáo dân Công giáo ở khắp mọi nơi trên mọi miền đất nước. Từ Nam chí Bắc,
từ Bắc vào Nam, từ Hà Nội tới Sài Gòn, từ Sài Gòn ra Hà Nội, phải cùng nhau xuống đường phản đối sự kiện mà nó đòi vấn đề là kêu bằng là khởi tố 2.000 giáo dân ở tại Lộc Hà. Người ta đòi tới quyền chính đáng của người ta. Nó bán Formosa, nó cho Formosa vào làm kêu bằng là hủy hoại môi trường. Người ta không còn con đường sống. Người ta yêu cầu phải là nói bồi thường tiền, là phải đưa tiền đất cho người ta, chứ không phải nói bằng cái miệng rồi không bồi thường tiền. Bây giờ nó cố tình nó làm như vậy đó. Nó hù dọa để mà bắt mọi người. Nó cứ việc nó nghĩ rằng đưa nhà tù ra là người dân sợ quá, ai cũng sợ ở tù hết, cho nên không dám mà biểu tình để mà đòi tiền bạc nữa. Thì đương nhiên là tiền này sẽ nằm vào túi của những thằng chó đẻ đó. Một ông hành khách mà bị kéo xuống cái hãng United Airlines mà người ta ước tính là phải bồi thường trên 1 tỷ đô la. Còn trong khi Formosa đã làm ảnh hưởng giết không biết bao nhiêu ngàn tấn cá, làm cho không biết bao nhiêu người đau khổ, cả triệu triệu người ở miền Trung, mà nó thường có 500 triệu đồng. Mà 500 triệu đồng này không có tới tay của người dân một đồng xu nào. Nó ngang ngược như vậy mà các bạn chịu được sao? Trời ơi, người dân Việt Nam rẻ như vậy sao các bạn? Bờ biển Việt Nam rẻ như vậy sao? Môi trường Việt Nam rẻ như vậy sao? Chỉ có 500 triệu là mua được. Mà người dân Việt Nam giáo dân chịu đựng được thì sao không hiểu sao? Cho nên mỗi người giáo dân phải cùng nhau xuống đường. Chứ không riêng gì để cho giáo dân ở tại Nghệ An, ở tại Quỳnh Lưu, ở tại Nghệ Tĩnh, ở tại Lộc Hà đâu. Mà tất cả giáo dân, tất cả cao đài, tất cả hòa hảo phải nên hiệp thông lại với nhau, kể cả Phật giáo mà chánh thống. Còn Phật giáo quốc danh là Lisa khỏi nói rồi. Và những người dân Việt Nam cũng phải nên tẩy chay những cái đạo quốc danh này từ từ là vừa rồi. Mới hôm qua hôm kia giờ có người đưa cho Lisa coi, bây giờ nó đưa vô một cái con diệm nào đó lên nói thơ là bắt đầu là cái bằng là cho thằng Hồ Chí Minh là Phật. Phật Hồ Chí Minh cứu tinh nhân thế, cứu con gái mẹ mày, đồ con diệm, con chó. Những con chó này mà không giết nó thì nó tung hoành thôi. Cho nên Lisa mong rằng toàn bộ giáo dân, các cha phải có ý thức, và mọi giáo dân phải có ý thức, mình không bảo vệ được những người của mình thì chắc chắn rằng trong tương lai sẽ tới mình. Thằng Đảng Cộng sản nó sẽ, cái mưu đồ thằng Đảng Cộng sản nó cho tôn giáo là liều thuốc phiện. Nó chỉ muốn đưa cái tôn giáo hồ chó đẻ của nó ra mà thôi. Tức là phải yêu đảng, yêu bác. Còn Phật giáo, Công giáo, Tinh lành, Hòa hảo, Cao đài, tất cả nó đều cho là liều thuốc phiện. Bởi vì những cái đạo như là đạo Phật giáo Hòa hảo là tôn thờ, những này là kêu bằng là đức tin của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Đạo Cao đài cũng vậy, đạo Công giáo cũng vậy, đạo Tinh lành cũng vậy. Không có tôn thờ cái lũ chó đẻ, bởi cái Đảng Cộng sản là một lũ quỷ, là quỷ Satan. Nó thừa hiểu được, bởi vậy mà nó bằng mọi giá, nó phải triệt tiêu cho bằng được Công giáo. Nha. Yeah. Cô ơi, con cho cô một cái tin này đây. Bến xe miền Đông cũng bị dời qua đó đưa luôn. Bọn nó cho xây một đường cao tốc từ quận 9 qua Bình Chánh. Cho nên giá đất ở quận 9 bây giờ mới là hot. Chứ sân bay Long Thành cho xây ở quận 9 thì hơn 10 năm mới xong. Còn các dự án trên chỉ tầm 5 năm đổ lại. Em đề xuất nên cho người kiểm tra 78 căn biệt thự ở quận 9. Thông tin bị rò ra vì có 2 căn do mấy thằng đầu xỏ không ở nên rao bán. Có căn đòi bán cho thằng chủ, chỗ em làm 2 triệu 3 thôi đó. Còn vấn đề dời chợ Bến Thành xuống làm đất nữa. Nó muốn đuổi dân mình xuống đất ở, xuống hầm đó chị. Ừ, để coi người dân Việt Nam chịu đựng tới mức độ nào.
để xem người dân Việt Nam chịu đựng ra làm sao. Tâm sự một đảng viên, tôi đã biết mình lầm đường lạc lối. Từ sau cái ngày giải phóng miền Nam, một mùa xuân tan tóc 75, đi giữa Sài Gòn tôi nghe mình thầm khóc. Tôi khóc miền Nam tự do vừa mất, và khóc cho mình chua xót đắng cay. Nửa đời người theo đảng đến hôm nay, tưởng cứu nước đã trở thành tội ác. Bởi tôi quá tin nghe theo lời bác, rằng đảng ta ưu việt nhất hành tinh. Đường ta đi chủ nghĩa Mác Lênin là nhân phẩm, là lương tri thời đại. Rằng tại miền Nam ngụy quyền bất hại, dìm nhân dân dưới áp bức bảo tàng. Khắp nơi nơi cảnh đối rất cơ hàng, đang rên xiết kêu than cần giải phóng. Tôi đã xung phong với bầu máu nóng, đi cứu miền Nam ruột thịt nghĩa tình. Chẳng quên mang theo ký gạo để dành, biếu người bà con trong này túng thiếu. Người dân miền Nam thật là khó hiểu, nhà khang trang bỏ trống chẳng còn ai. Phố phồn hoa quan văn tự bao giờ, giải phóng đến sao người ta chạy trốn. Đất Sài Gòn tưởng say men chiến thắng, nào ngờ đâu sụp đổ cả niềm tin. Khi điêu hoa dối gian hiện nguyên hình, trước thành phố tự do và nhân bản. Tôi tìm đến người bà con trong xóm, nhà xinh xinh, đời sung túc tiện nghi. Ký gạo đem theo nay đã móc xì, tôi vội vã giấu vào trong túi sách. Anh bà con tôi, một người công chức, nét u buồn nhưng cùng cố làm vui, đem tặng tôi một cái đồng hồ. Người không lái, xin cô hai cửa sổ. Rồi anh nói, ngày mai đi cải tạo, cái đồng hồ tôi cũng chẳng cần chi, xin tặng anh, mong nhận lấy đem về một chút tình. Người bà con Nam Bộ, trên đường về, đất trời như sụp đổ, tôi thấy mình tội lỗi với dân miền Nam, tôi thấy mình hổ thẹn với lương tâm, tôi đã khóc cho mình và cho đất nước. Tại sao đời lại lường gạt ở tôi? Bài thơ hay. Không lường gạt riêng anh đâu, mà nó lường gạt cho tới bây giờ. Không biết bao nhiêu người đã bị lường gạt, cho tới bây giờ cũng bị lường gạt. Những thằng đại đội trưởng, những thằng tiểu đoàn trưởng, những thằng trung đoàn trưởng ngày hôm nay không biết rằng tụi nó đang nhận lệnh của tình báo qua năm. Cứ ngỡ ngàng rằng là mình yêu đất nước lắm, cứ ngỡ ngàng rằng là đất nước này là của mình. Nhưng mà nào ngờ đất nước là thuộc về thằng Tàu Cộng. Cho nên có những kẻ vào đây dùng những cái lời: mày ở bên bển đi, đừng có xía miệng vào đất nước của tao. Câu nói ngu xuẩn. Đất nước không phải của riêng bạn, đất nước không phải của riêng một đảng cộng sản, mà đất nước Việt Nam của tất cả mọi người dân Việt Nam. Chỉ cần người nào sinh ra ở trên đất nước đó thì đương nhiên đất nước đó là đất nước của họ. Cho nên những câu nói mất dạy của đảng, những câu nói mất dạy của mọi người, cứ cho rằng đất nước của riêng mình, ai không theo mình là mày đi mẹ mày ra chỗ khác, bởi vì đất nước này của tao, tao không cần mày. Với cái sự mà nhỏ nhoi, hẹp hòi, ích kỷ như vậy, không ngóc đầu lên đâu các em. Các em cuồng hồ cuồng đảng. Nha. Nghe chưa? Thằng Tàu Cộng bây giờ, nó có thể nó dám tấn công thằng Cộng sản Việt Nam không? Lisa nghĩ rằng nó không dạ gì nó tấn công đâu. Nó đang, bây giờ nó đang đi vào, nó Việt Nam đã thất thủ mẹ nó rồi. Nó xây những cái công trình nó làm cho độc hại như vậy rồi. Nó chỉ lấy Việt Nam không cần một viên đạn. Sẽ không cần một viên đạn. Để xem coi cuộc chiến ở thế giới nổ ra như thế nào. Nó giao bộ, nó lái dư luận ở tại Việt Nam, nó lái quân đội ở Việt Nam qua một cái rẽ khác. Mỹ mà đánh Hàn Quốc rồi
Thì thằng Tào Cộng nó lẻn, nó đi vào âm thầm như là Tư Mã Ý, nó vào nó lấy Biển Đông, bắt đầu nó dập luôn thằng Cộng sản Việt Nam, nó lấy đất nước Việt Nam. Bây giờ nước Việt Nam đã bị mất rồi, chứ không cần mà phải chờ đợi nó quách nó đâu. Bây giờ toàn dân Việt Nam mà không đứng lên thì coi chừng lệnh của thằng tình báo Hoa Nam nó đưa qua đã thấy rõ ràng rồi. Tại sao nó lại đưa cái lệnh không được ghi hình? Tại sao nó ra cái lệnh không được thu âm? Đây là một điều rất là nguy hiểm. Bởi vì khi mà thằng Tào vô mà giết người rồi thì không ai quay được hình ảnh như thế nào để mà kịp thời báo cáo cho thế giới. Khi nó vô nó cướp nhà, nó vô nó Tào nó đọc lệnh để nó đuổi cổ ra khỏi nhà thì không ai được quyền quay những cái hình ảnh mà nó giết người dân cả. Cho nên những người dân Việt Nam hãy nên thức tỉnh. Lisa xin khẳng định lại, nếu toàn dân Việt Nam không đoàn kết, không đứng dậy để mà bạo động thì chắc chắn sẽ bị chết. Nó bắt vào tù là phá tù. Nó giết chết ở bên ngoài để cho mọi người nhìn thấy. Một người ngã xuống, vạn người đứng lên, cho thế giới nhìn thấy được Việt Nam. Cuộc chiến nào chúng ta cũng đổ máu cả. Chúng ta phải đừng có ích kỷ, phải khẳng khái, phải mạnh mẽ. Ngày nay người dân Việt Nam sống như đã chết. Chúng ta chết một cách quanh quanh liệt liệt. Máu chúng ta đổ xuống để thấm mảnh đất Việt Nam, để cho sau này chúng ta tái sanh trở lại cũng làm con dân Việt Nam, mà nó có tự do, nó có dân chủ. Hãy coi những cái gương mà người ta đổi bằng cái cuộc mà tự do, bao nhiêu máu xương đã đổ. Còn nếu người dân Việt Nam sống ích kỷ, người dân Việt Nam tham sống sợ chết, đã biết rõ ràng trong một chế độ độc tài của Đảng Cộng sản, nó tước đoạt tất cả những cái quyền của mình rồi, mà mình không dám đứng lên, mình cứ nhìn phải, mình cứ nhìn trái, coi có ai đứng lên hay không, để rồi mình ngồi ở giữa, mình cho mình là khôn, để mà mình ngư ông đắc lợi, thì coi chừng chết. 10 người không thấy ai đứng lên cũng im ù lì, 100 người không thấy ai đứng lên cũng ù lì, 1.000 người không thấy ai đứng lên cũng ù lì, rồi tới 1.000.000 người đứng lên không ai đứng lên cũng ù lì, cho đến bây giờ thảm bại của Việt Nam là 90.000.000 dân Việt Nam vẫn ù lì. Cho nên đi vào những siêu thị, vào tất cả những nơi nào toàn là thấy Tàu cảm không, mà không ai nói với ai tiếng nào, coi như chuyện đó là chuyện bình thường. Chừng nào nó giết tới mình thì lúc đó mình mới la làng lên, mình mới khóc. Mà mình khóc cũng trong vô vọng, bởi không ai cứu mình. Ai cũng ích kỷ, sợ dính dắt vào, mất công phiền tối, cứ sợ nhà tù, cứ sợ chết, thì đất nước Việt Nam sẽ mãi mãi các bạn ở trong địa ngục. Lisa xin thưa như vậy. Nha. Yeah. Người dân Việt Nam đã tới lúc phải sẵn sàng lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam. Nếu người dân Việt Nam không đòi những quyền chánh đáng của mình, Lisa có nói 1.000 năm cũng không thay đổi được Việt Nam. Làm chính trị, lời nói phải đi đôi với thực hành. Các bạn thấy không? Ở Hoa Kỳ người ta đã thí nghiệm, người ta làm chính trị, người ta nói chuyện mà đâu có xi nhê. Nhưng mà chỉ cần dội Tomahawk, chỉ cần bắn Tomahawk thôi là cả thế giới nó rung động, nó nghe lời ngay tức khắc. Cho nên làm chính trị, lời nói phải đi với hành động. Những lời nói kêu gọi và người dân ở tại Việt Nam phải hành động, phải 1.000.000 người như một, thì cái công cuộc này mới thành công. Chứ không thể nào nói không mà các bạn có được tự do đâu. Nha. Chị ơi, chị hết giờ rồi chị ơi. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn em. Tóm lại ngày hôm nay, Lisa nhấn mạnh đề tài toàn dân phải cùng nhau đứng lên để mà biểu tình bạo động cho Lisa. Phải đòi những cái quyền chính đáng. Cái luật mà cấm ghi hình, cái luật mà cấm thu âm. Lisa mong rằng tất cả những phóng viên, tất cả những người, toàn bộ người dân Việt Nam phải đồng loạt lên án.
Chỉ có Bộ Công an nó ra cái lệnh này. Tại sao Bộ Công an nó chà đạp trên hiến pháp? Tại sao Bộ Công an nó chà đạp lên công ước của quốc tế? Một bộ, một ban, một ngành của công an không thể nào nó qua được bộ thông tin, không thể nào nó qua được vấn đề là kêu bằng tất cả các bộ khác. Tại sao Bộ Công an nó lại lớn mật, nó ăn gan gấu, nó cũng không dám ra cái lệnh mà cấm ghi hình, cấm thu âm này. Cho nên toàn dân phải lấy cái điểm này mà phải phản đối mạnh mẽ cho Lisa. Còn nếu chúng ta biểu tình hoặc chúng ta đứng lên chúng ta bạo động mà chúng ta không được quay phim, không được ghi hình thì nó đàn áp chúng ta chỉ có chết. Cho nên phải phá ngay cái luật này cho Lisa nha. Rồi, thân ái, kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hẹn gặp lại mọi người chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai, vào lúc 7 giờ tối giờ Việt Nam và 8 giờ sáng giờ New York. Thân ái, kính chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.